Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi kể chuyện ngày hôm nay. Hôm nay mình xin kể cho quý vị và các bạn nghe câu chuyện Nàng Út trong bóng tre. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện nhé ở xa xưa ở Nhật Bản có một lão tiều phu chuyên nghề đốn củi. Một ngày nọ khi đang ở trong rừng ông phát hiện một đốt che phát sáng những tia sáng vàng rực rỡ. Hiếu kỳ ông đến gần nhìn cho rõ trong đốt che phát sáng ấy là một bé gái nhỏ rất đáng yêu. Vợ chồng ông vốn không con cái nên bèn bế đứa trẻ về nhà và nuôi nấng yêu thương họ đặt cô bé là nàng út ống tre. Vào thời gian đó, cứ mỗi lần ông lên rừng thì thì đốn củi đến đâu, vàng ào ào tuôn ra đến đấy, chẳng mấy chốc mà vợ chồng ông trở nên giàu có. Thật kỳ diệu là chỉ trong vòng 3 tháng, nàng Út đã lớn nhanh và trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Sắc đẹp của nàng vang danh khắp đất nước. Rất nhiều những chàng trai trẻ lặn lội đường xa đến ngỏ lời cầu hôn nhưng nàng đều từ chối. Chỉ còn lại năm người quyết không nản lòng nàng út bèn đưa ra những điều kiện và nàng chỉ bằng lòng kết hôn với người nào có thể thực hiện được điều nàng muốn nàng yêu cầu họ tìm cho nàng những thứ chẳng tồn tại trên đời này và vì vậy mà năm kẻ cầu hôn họ đều thất bại quay về cùng lúc ấy nhà vua cũng nghe về sắc đẹp của nàng út nên quyết định phải cưới cho được nàng về làm hoàng hậu nhưng cả ngày cũng bị nàng từ chối nhà vua bèn sai quân lính bắt nàng về cung thì bất thình lình nàng biến mất nhà vua chợt nhận ra ở nàng Út có một điều gì đó đặc biệt, khác thường và ngài hiểu đó là lý do vì sao ngài thất bại. Ba năm trôi qua, nàng Út ngày càng xinh đẹp hơn. Mùa xuân năm ấy, nàng bắt đầu u sầu vào mỗi đêm trăng tròn. Nàng cứ thẫn thờ nhìn trăng mà nước mắt lắng dài. Lão tiều phu lo lắng hỏi thì nàng trả lời rằng, Thật ra con đến từ cung trăng, vô mắt lỗi mà bị đài xuống trần. Nhưng bây giờ là lúc con phải trở về, con sẽ rất nhớ mọi người ở đây Đó là lý do vì sao con buồn Ông lão vô cùng buồn phiền Ông không muốn xa cô con gái yêu Nên bèn tìm đến nhà vua hỏi ý kiến Vào một đêm trăng tròn Nhà vua sai lến lính đến bắt nàng út Bất thình lình bầu trời bỗng nhiên rực sáng Sứ giả dạ đến từ cung trăng cởi mây đáp xuống Trên người khoác những bộ xiêm y rực rỡ đủ màu Lúc đó binh lính của nhà vua sững sờ Đánh mất cả nhệ khí sứ giả diều nàng út lên kiệu lớn và khoác cho nàng chiếc áo lông và cứ thế nàng út bay về cung trăng để lại nỗi nhớ thương cho bao nhiêu người câu chuyện nàng út trong ống tre của chúng ta đến đây là hết rồi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi câu chuyện